Chào các em nha. Tiếp theo hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán lớp 4. Và trước khi tiến hành các em thực hiện cái này thì các em nhớ là chúng ta phải đọc lại lý thuyết các cái bài mà mấy lâu nay thầy trò chúng ta đã ôn luyện. Được chưa? Rồi bây giờ các em đã sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng thì các em nhớ là chúng ta phải có giấy nháp để làm nha. Rồi. Và một vấn đề nữa là các em có thể căn thời gian để các em làm quen khi chúng ta bước vào phòng thi không bị bỡ ngỡ. Rồi let's go, chúng ta sẽ vào bài đầu tiên. Bài số 1, chúng ta cho một cái phân số, cho một cái hình như thế này. Chúng ta hỏi chúng ta phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là. À, như vậy thì sẽ có các đáp án A, B, C và D. Đó, vậy thì đây là một trong những nội dung về phân số. Vậy các em đã nhớ về vấn đề lý thuyết ạ. Thì đây chúng ta đếm bao nhiêu ô này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ô. 8 ô, vậy thì cái màu đã được tô ở 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì 5 ô trên 8 ô, vậy thì phân số này sẽ là phân số 5/8. Vậy đáp án ta lấy là đáp án C. Được chưa? Rồi, câu số 2 nha. Câu số 2, phân số nào dưới đây bằng phân số 3/5? Họ hỏi bằng cái phân số 3/5 rồi nè. Vậy thì muốn biết cái phân số nào mà bằng được cái phân số 3/5 này thì buộc chúng ta phải tiến hành gì? Phải tiến hành gì nhỉ? Tiến hành có một bước, đó là rút gọn phân số, đúng không? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ rút gọn xem nào. 30 trên 18 thì cả hai cái này, 30 trên 18 này thì chúng ta sẽ cùng rút gọn là bằng gì? Chia đều được cho 6 đúng không? Sẽ bằng 5/3. Cái này không đúng, câu này là sai đúng không? Rồi đến câu B, 18/30. 18/30 chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 6. Thì 18 chia 6 được 3, 30 chia cho 6 được 5. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta đây chính là gì? Câu B. Đó, 3/5. Được chưa? Đó, vậy thì đó chính là phân số 18/30. À. Rồi, sang câu số 3. Rút gọn phân số 24/36, ta được phân số tối giản. Tối giản nha. Là rồi, 24/36 mà chúng ta rút gọn này. 24/36 chúng ta rút gọn thành tối giản. Ở đây sẽ có rất nhiều bạn. Tối giản tức là gì? Chúng ta không thể rút gọn được nữa thì gọi là phân số tối giản. Vậy thì ở đây có rất nhiều bạn sẽ rút gọn nó bằng 6/9 đó, hoặc là 8/12 đó. Rồi vậy đây chúng ta sẽ rút gọn cả hai phân số này đều có thể chia hết cho bao nhiêu? Chia hết cho 12, đúng không? 24 chia 12 trên 36 chia cho 12, chưa? Và chúng ta sẽ rút gọn được nó bằng 24 chia cho 12 sẽ được 2, và 36 chia 2 bằng 3, đúng không? Đó, vậy thì phân số này chúng ta sẽ rút gọn tối giản nhất, đó chính là đáp án D, 2/3. Có nhiều bạn ở đây chúng ta chỉ là chia cho 6 đó nha. Có nhiều bạn chia cho 6 thì ở đây nó sẽ là gì? Là 4/6, chưa phải là phân số tối giản đâu nha. Đó, 4/6 vẫn có thể bằng 2/3 nhá. Đó, do vậy có nhiều bạn sẽ rút gọn chỉ là gì chia cho 6 thôi. Đó, nhưng mà chúng ta đây nó phải bằng 2/3 nha. Rồi, câu số 4. Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau. Tổng chấm 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 của số đó chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 9. Rồi, đây là một trong những nội dung mà liên quan tới dấu hiệu chia hết cho 9. Tổng gì nhỉ? Chúng ta sẽ có câu nói này là tổng của tổng của số đó này. Tổng các gì nhỉ?
thì số đó chắc chắn đây này thì sẽ là chia hết cho 9 rồi. Và quan trọng là tổng gì nhỉ? Tổng gì các em? Điền từ gì cho đúng? Em nhớ lại coi. Rồi các em đã nhớ ra chưa? Rồi vậy thì đây là tổng các chữ số. Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 9 đúng không? Hay tương tự như đây, dấu hiệu chia hết cho 9 cho 5 thì giống như vậy. Em có nhớ ra chưa? Đúng nha. Rồi câu số 5. Rồi chúng ta đổi. Đổi bao nhiêu? 85 mét vuông 7 decimet vuông thì bằng bao nhiêu decimet vuông? Vậy thì ở đây chúng ta chỉ việc đổi là gì? 85 mét vuông ra decimet vuông thôi. Rồi chúng ta có cái bảng đơn vị đó thì 1 mét vuông sẽ bằng bao nhiêu decimet vuông nhỉ? Em có nhớ không nhỉ? Này có còn nhớ không? Một mét vuông thì bằng bao nhiêu decimet vuông? Em nhớ chưa? Vậy thì nhớ cái này các em phải làm nhé. Thầy không có nhắc lại cái kiến thức này nữa đâu. Đó, các em phải làm bài phòng thi các em mới nhớ được. Như vậy thì 85 mét vuông ở đây sẽ bằng gì? Bằng 800 decimet vuông. Vậy thì 800 decimet vuông cộng với mấy? Cộng với 7. Đây là 7 nữa. Vậy thì câu này sẽ là đáp án gì? Đáp án B. 85 mét vuông 7 decimet vuông sẽ bằng 8507 decimet vuông. Đó là chính là đáp án nha. Đáp án là đáp án B. Đúng không? Có bạn nào có đáp án khác không? Bạn nào đáp án khác không? Không đúng không? Rồi, câu số 6. Đây một câu nó liên quan tới vấn đề hình học và sự tư duy của các em. Rồi các em quan sát vào đây. Hình vẽ bên này ta hỏi có mấy hình bình hành. Đó, hình bình hành nha. Rồi các em quan sát cái hình đó. Rồi vậy thì hình này chúng ta biết được có bao nhiêu hình, thầy sẽ vẽ từng cái hình ở đây. Hình đầu tiên là cái hình bao quát phía ngoài này, lớn nhất này đúng không? Và đây chắc chắn là hình bình hành nha. Rồi được chưa? Rồi cái hình bình hành được chưa? Cái hình thứ hai mà các em quan sát thấy đó chính là gì? Cái hình mà nó kéo đây nè. Hình nó kéo từ trung điểm của cái đáy trên xuống góc dưới. Đó, đây là cái hình này nè. Đó, đây là hình thứ hai nha. Đó, thấy chưa? Được chưa? Đó, hai hình được chưa? Được chưa? Các em nhìn thấy hình thứ nhất rồi nha. Hình thứ nhất là hình lớn, hình thứ hai nè. Đó, hình thứ hai. Được chưa? Rồi, cái hình thứ ba nè. Từ đó các em có thể thấy hình thứ ba đó là hình nào? Hình thứ ba đây là cái hình mà nó kéo từ cái đáy trên này xuống dưới đây nè. Thấy chưa? Đó, đây nè. Chưa? À, đó.
chơi đây là 3. Và cuối cùng hình thứ tư là cái hình này. Đó, em rõ chưa? Như vậy thì ở đây là có 4 để 4 hình bình hành nha. Còn cái hình này không phải đâu nha, hình này nó dạng hình thang cân ấy. Sau này người ta mới học cái hình đó. Như vậy ở đây đáp án của câu đó là 4 hình. Rồi, câu số 7. Câu số 7 liên quan tới bài toán tìm x. Yêu cầu ông ta tìm x biết biết gì 5 phần 4 nhân cho x bằng 3 phần 8 cộng 5 phần 10 12. Ở đây chúng ta sẽ phải giải lần lượt, chúng ta phải tính cái bên này trước này được bao nhiêu thì chúng ta mới thực hiện nha. Chúng ta sẽ bằng này 5 phần 4 nhân x bằng giờ là 3 phần 8 này, 3 phần 8 cộng 5 phần 12 chưa, giờ chúng ta mới thực hiện là quy đồng cái này nha, sẽ bằng 5 phần 4 nhân cho x bằng là hai cái này sẽ có mỗi số chung là mỗi số chung sẽ là bao nhiêu nhỉ, 24 đúng không? Vậy thì sẽ bằng 12 nhân với 3. 12 nhân 3 bao nhiêu? À, 24 chia cho 3, 24 chia cho 8. Mỗi số chung ta là 24 thì 24 chia 8 được 3. Vậy cả nhân cả tử và mẫu cái này cho 3 đúng không? Và nhân cả tử với mẫu cái này cho 2. Đó, cái này chúng ta làm nhé, ngoài không ghi vào trong bài như thế này chúng ta trừ điểm nha. Sẽ bằng gì? Đưa về chung mẫu số sẽ bằng 33 là 9 phần bao nhiêu 24 cộng với bao nhiêu đây 10 phần 24 đúng không? Được chưa? Vậy thì sẽ như thế nào đây, sẽ bằng x sẽ bằng là gì 5 phần 4 nhân x bằng 9 với 10 là 19 phần 24. À, như vậy đến đây chúng ta đã là một cái bài toán rất là đơn giản rồi. Vậy thì sẽ chuyển cái vế này sang sẽ x bằng bao nhiêu 19 phần 24 làm sao? X sẽ bằng 19 phần 24 mà chia cho 5 phần 4 được chưa? À, 5 phần 4 bên này chuyển sang nhá, 5 phần 4. Rồi giờ chúng ta sẽ quy đồng mẫu số. Quy đồng mẫu số ở đây là chia phân số thì chúng ta sẽ thực hiện nó là phân số đảo ngược. Vậy thì x sẽ bằng x nè, giờ viết ở đây nhé, đúng là phải xuống dòng á, x sẽ bằng 19 phần 24 nhân với đảo ngược đó là 4 phần 5 được chưa, nhân với 4 phần 5 và sẽ bằng giờ nhân tử mới tử thôi, mẫu với mẫu bằng 19 nhân với 4 là 76 phần 24 nhân với 5 là 120. Rồi 120 chúng ta sẽ rút gọn tối giản đi sẽ còn là 19 phần 30. Rồi. Chơi như vậy cái bài này thì các em lưu ý nó là như vậy. Rồi như vậy thì cái bài này chắc còn nhiều em là chưa có hiểu lắm, vậy thầy trình bày ở đây là cho rõ ràng các em nắm nè. Nó sẽ bằng 5 phần 4 nhân x bằng 3 phần 8 cộng 5 phần 12. Cái nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là phải cộng hai cái này nó được bao nhiêu đã. Sẽ bằng là gì? 5 phần 4 nhân x bằng chúng ta quy đồng cái này, được chưa? Quy đồng thì nó sẽ chung. Mẫu số chung của cái này sẽ bằng là gì? 24. Được chưa? Thì sẽ bằng là gì? 9 cộng
10/24 sẽ là 5/4 nhân x bằng 19/24. Rồi ở đây chúng ta sẽ chuyển x còn lại là gì? 19/24 này đang là gì? Nhân đúng không? Chúng ta đổi sang đây chia và giữ nguyên 5/4. Rồi giờ là chia hai phân số, x sẽ bằng 19/24, chia thì nhân với đảo ngược, nhân với 4/5. Rồi x sẽ bằng 76/120 và chúng ta sẽ rút gọn nó bằng bao nhiêu? 76/120 và chúng ta sẽ rút gọn là 19/ bao nhiêu? Phần 30. Chưa? Phần này các em đã nắm được chưa? Sao cái này là chúng ta chia cả tử với mẫu cho mấy? Cho 4 nha. Với mẫu cho 4. Các bạn hỏi sao? Các bạn hỏi sao mà ra được như thế này, được chưa? Rồi, bài số ta số 7 được nhá. Chưa, rồi đến bài số 8 nào. Bài số 8 thì yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện nhất. Chúng ta nhìn này, thấy đây có 1 này, 2 này, 3 này. 3 cái 7/10 giống nhau. Vậy đây chúng ta có thể làm như sau nè. 3 cái 7/10 giống nhau thì chúng ta sẽ mở ngoặc bằng 3 cộng với đây cũng là gì? Là 5. Đây cũng là gì? 2. Tất cả chúng ta nhân với mấy 7/10. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ bằng là gì? 3, 5 là 8, 8, 2 bằng 10 sẽ bằng 10 nhân 7/10. Đúng không? 10 nhân 7/10. Và sẽ bằng gì? 70 chia 10 bằng 7. Rồi đây là cách 1 nha. Một cái có thể làm như vậy. Cách 2 chúng ta đưa cái này lên trước cũng vậy thôi. Cách 2 chúng ta có thể lấy gì? 7/10 đứng trước. 7/10 cũng tương tự như vậy, 3 cộng 5 cộng 2 thì chúng ta cũng sẽ bằng 7/10 nhân với 10 thôi, nó cũng bằng 70/10 và kết quả cũng bằng 7, được chưa? Đó, vậy bài số 8 được chưa? Rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ giải bài số 9. Lớp 4A có 27 học sinh. Lớp của em bao nhiêu? Tham gia kiểm tra toán giữa kỳ 2. Ta nhìn nè, tóm tắt nha, 27 học sinh, số học sinh đạt điểm 10 là 1/9. Rồi thứ hai, điểm 9 thì 1/3. Rồi điểm 8 là 4/9. Còn lại người ta hỏi điểm gì? Hỏi điểm 7. Tức là điểm còn lại là điểm 7 là bằng bao nhiêu? Đó. Được chưa? Vậy bây giờ người ta hỏi là gì? Hỏi có bao nhiêu bạn
đây là gì, số học sinh đấy, có bao nhiêu bạn. Đấy, đây chúng ta đã biết cái bài toán này, thực ra đây là bài toán gì, bài toán tìm là có tỉ số rồi. Bài toán này, bài toán rất đơn giản thôi đúng không, chúng ta có số, tổng số học sinh và có phân số của nó rồi. Cái bài toán này là sẽ liên quan tới vấn đề tìm tỉ số thôi, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ có là như sau nha. Chúng ta sẽ tìm số học sinh, số học sinh đạt điểm 10 là, này giờ chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Đạt điểm 10 nó 1/9. 1/9 thì chúng ta sẽ có là 27 nhân với 1/9 sẽ bằng mấy bạn? 3 bạn, chưa? 27 chia 9. Tương tự như vậy thì số học sinh đạt điểm 9 sẽ là, rồi điểm 10 rồi, đến điểm 9 là mấy đây? 9 là 1/3. 27 nhân với 1/3 thì sẽ bằng 27 chia 3 sẽ bằng 9 bạn. Rồi. Tương tự số học sinh đạt điểm 8 là, đạt điểm 8 bao nhiêu? 4/9. 27 nhân với 4/9 là 27 nhân với 4/9, vậy thì sẽ bằng 27 nhân với 4 đúng không? 27 nhân với 4 và chia cho 9 thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu bạn? Bằng 12 bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta chỉ biết được số điểm 10 này, số điểm 9 bằng này, số điểm 8 bằng này. Rồi cái tổng là 27, vậy giờ thì số bạn đạt 7 điểm là, đây chính là cái còn lại thôi. Đấy, tổng là 27 nè, trừ 3 cộng 9 cộng 12, được chưa? Rồi sẽ bằng 27 mà trừ đi 3 cộng 9 cộng 12 trừ đi bao nhiêu đây? Sẽ bằng 3 bạn. Rồi, thì đáp số là 3 bạn. Rồi, xong chưa? Và như vậy thì thầy đã giới thiệu cho các em một số những cái câu mà trong cái đề kiểm tra trước quỷ 2. Đây là một trong những cái câu mà nó sẽ liên quan. Các em không phải, đây là cái đề nha, tùy theo vùng miền, tùy theo nơi trường của các em sẽ có cái đề kiểu như thế nào đó, chứ không phải đây là cái đề đúng hay gì đâu nha. Nhiều khi các em đi kiểm tra thì giáo viên chỗ khu vực các em họ không cho cái đề như thế này thì các em bảo là thầy cho đề tào lao hay gì cũng được nha, nói trước nha. Đây các em chỉ là tham khảo thôi, nhớ nha. Rồi vậy thì chắc đến đây thầy kết thúc video nha. Tạm biệt các em. Bye bye.